Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 3 năm 2022. Mời các bạn xem bản tin Ba Lan quyết định gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine. Quả thật đây là một diễn biến bất ngờ, rất bất lợi cho Nga khi Ba Lan quyết định đưa toàn bộ số máy bay này đưa sang Ukraine. Và sau một thời gian vận động thì cuối cùng việc giao những chiếc máy bay MiG-29 cho Ukraine đã được bật đèn xanh. Ba Lan đang gửi tất cả các máy bay chiến đấu của họ cùng loại là khoảng 23 chiếc tới căn cứ không quân Ramstein ở Đức và từ đó Mỹ sẽ chuyển giao tiếp cho Ukraine. Đây là hình ảnh những chiếc máy bay MiG-29 của Ba Lan. Được biết, những chiếc máy bay này trước đây do Cộng hòa Dân chủ Đức sở hữu và bán cho Ba Lan với giá 1 đồng. Bằng cách này, Ba Lan tránh được cáo buộc có thể giao máy bay chiến đấu trực tiếp cho Ukraine. Và chính phủ tại Warsaw cho biết vào tối thứ Ba rằng tất cả những chiếc MiG-29 sẽ được chuyển đến Ramstein ngay lập tức và miễn phí. Ở đó, chúng đã được bàn giao cho Hoa Kỳ. Đây quả thật là một cách làm rất thông minh của Ba Lan nhằm tránh bị Nga trừng phạt trực tiếp. Thủ tướng Ba Lan Matthew, 53 tuổi, nói rằng mọi quyết định chuyển giao vũ khí tấn công cho Ukraine phải được toàn khối NATO nhất trí. Đó là lý do tại sao đất nước của ông sẵn sàng chuyển giao máy bay của mình tới Ramstein tại Đức. Nhưng chúng tôi không chuẩn bị để thực hiện bất kỳ bước nào một mình. Ba Lan không phải là một phần của cuộc chiến tại Ukraine. Và cuộc chiến tại đây ngày một dữ dội, không nước nào muốn bị lôi vào cuộc chiến với Nga cả. Ukraine một mình chống đỡ rất vất vả nhưng được sự hỗ trợ của quốc tế. Vào tối thứ Ba, Ba Lan cũng kêu gọi tất cả các quốc gia NATO sở hữu máy bay MiG-29 cũng là như vậy và cung cấp máy bay này cho Ukraine. Đây là thông tin Ba Lan muốn chuyển giao những chiếc MiG-29 cho Ukraine và những chiếc máy bay này còn rất tốt. Cũng theo tạp chí Politico, Ba Lan, Bulgaria, Slovakia vẫn có các máy bay chiến đấu cũ do Nga sản xuất, chẳng hạn như MiG-29 có thể được điều khiển bởi các phi công Ukraine mà không cần phải chuyển đổi lớn. Vì Ukraine trước đây và hiện nay vẫn sở hữu những chiếc máy bay MiG các loại của Nga và thuộc Liên Xô cũ cung cấp. Đổi lại, Ba Lan có thể sẽ nhận được những máy bay chiến đấu hiện đại F-16 từ Mỹ để tiếp tục hỗ trợ bảo vệ không phận của mình trước sự hung hăng của Nga. Tuần trước, khi Ba Lan cân nhắc gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine, Warsaw đã hỏi Nhà Trắng rằng liệu chính phủ của ông Tổng thống Mỹ Biden có thể đảm bảo cung cấp cho họ các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất để thế vào chỗ các máy bay sẽ chuyển giao này hay không. Quả thật, đây cũng là cách mà Ba Lan tìm cách hiện đại hóa hàng không cũng như các khả năng chiến đấu trên không của mình chống lại Nga với những chiếc máy bay MiG hiện đại. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden trước đây đã không phản đối việc chính phủ Ba Lan cung cấp những chiếc MiG cho Ukraine. Nhưng Ba Lan cần một lượng máy bay tương đương để thay thế, tăng sức mạnh không quân của mình, đề phòng khi Nga tấn công dùng các máy bay MiG bay vào không phận Ba Lan thì phải có những chiếc máy bay của Mỹ để có thể ứng chiến. Tổng thống Ukraine Zelensky, 44 tuổi, đã nhiều lần yêu cầu các nước yểm trợ trên không cho Ukraine vì đây là cách duy nhất mà nước này có thể đánh bại lực lượng vũ trang của Nga. Hiện nay, vùng trời của Ukraine đã bị Nga kiểm soát vì họ đã vô hiệu hóa các hệ thống phòng không. Tuy nhiên, Mỹ cho rằng đề xuất chuyển máy bay MiG-29 của Ba Lan tới Ukraine là không bền vững. Đây là hình ảnh thông tin về việc Bộ Quốc phòng Mỹ bác bỏ đề nghị của Ba Lan về việc chuyển giao máy bay MiG-29 cho Ukraine. Rất có nhiều khả năng Mỹ không muốn trực tiếp nhúng tay vào cung cấp những vũ khí hạng nặng như vậy cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ vào hôm thứ Tư đã bác bỏ rất rõ ràng lời đề nghị của Ba Lan về việc bàn giao máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine với một điểm dừng trung gian tại một căn cứ ở Đức và mô tả nó là không bền vững. Kính mời các bạn xem bản tin Tập Kinh Bình sẽ giúp Putin bằng cách nào. Quân Nga đang bị dân quân và người Ukraine ngăn chặn. Cả thế giới bắt đầu đánh Nga bằng kinh tế, quân Nga sẽ xa lầy. Tập Kinh Bình sẽ thấy một cơ hội đóng một vai trò hòa giải giữa Nga với Ukraine. Nhà báo Ngô Xuân Dũng đã có bài phân tích về vai trò của Tập Kinh Bình
đối với Putin trong cuộc chiến với Nga. Bài đăng trên tạp chí quốc tế với tựa đề Tập Cận Bình sẽ giúp Putin bằng cách nào? Trong tiếng Nga, đại danh từ để gọi người thân là Ti, còn người ngoài gọi là Vi. Ông Vladimir Putin thường gọi những người lãnh đạo nước khác như Donald Trump, Angela Merkel, Macron là Vi. Riêng Tập Cận Bình thì được gọi thân mật là Ti. Khi lên làm chủ tịch Trung Quốc, chuyến xuất ngoại đầu tiên của Tập đã đi gặp Putin. Tại Bắc Kinh, vào ngày 4 tháng 2, hai người tuyên bố tình hữu nghị giữa hai nước là vô giới hạn. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Khi Putin tấn công, xâm lược Ukraine, Tập Cận Bình phải đi Hà Nội. Bắc Kinh không chống chọi, sống cuộc xâm lăng nhưng vẫn kêu gọi mỗi nước phải tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác. Tập Cận Bình không muốn chấm dứt quan hệ thương mại với Mỹ và châu Âu, nhờ đó Trung Quốc đã phát triển, nhưng cũng không muốn thấy kinh tế Nga sụp đổ và chế độ Putin chấm dứt. Putin cho rằng kinh tế Nga có thể chịu đựng được các đòn cấm vận của phương Tây nhờ vẫn còn mua bán với 1,4 tỷ dân Trung Quốc. Tập Cận Bình cũng tìm cách giúp. Một biện pháp cấm vận mạnh nhất là không cho các ngân hàng Nga sử dụng SWIFT, một hệ thống thông tin giúp các ngân hàng khắp nơi trên thế giới thanh toán tài sản với nhau. Ví dụ, một ngân hàng ở Morocco nhận được ngân phiếu bằng đô la Mỹ từ một ngân hàng ở Chile, thì SWIFT giúp họ việc thanh toán. Một số tiền được ghi thêm vào chương mục của ngân hàng Morocco, đồng thời cắt đi trong tài khoản của ngân hàng ở Chile. Thế là xong, coi như tiền trao cháo múc qua computer, máy tính. Nếu không sử dụng được SWIFT, tất cả các dịch vụ mua bán của Nga với nước ngoài sẽ bế tắc vì tiền không chuyển qua, chuyển lại được. Mỹ đã dẫn đầu các nước lớn nhất châu Âu, châu Á đã cấm vận ngân hàng Nga dùng SWIFT. Nhưng Ấn Độ vì Trung Quốc thì không. Tập Cận Bình có thể giúp kinh tế Nga né tránh đòn tài chính này như thế nào là câu hỏi cũng được đặt ra. Trung Quốc đã chuẩn bị từ năm 2015 thiết lập một hệ thống thanh lý giữa các ngân hàng quốc tế gọi tắt là CIPS. Mục đích của họ là làm cho đồng tiền nhân dân tệ của Trung Quốc quan trọng hơn, không lệ thuộc vào đô la Mỹ trong các giao dịch thương mại quốc tế. Đây là hình ảnh trụ sở Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc. CIPS có thể được làm cái phao cứu cho ngân hàng Nga khi bị SWIFT tẩy chay, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Số ngân hàng trên thế giới sử dụng CIPS rất nhỏ, số giao dịch thì quá ít. Trong quý thứ 3 năm 2021, mỗi ngày trung bình chỉ có 13.000 vụ giao dịch quốc tế đi qua CIPS. Cùng thời điểm đó, SWIFT thực hiện 40 triệu vụ mỗi ngày. Chưa kể 80% các vụ trao đổi trong CIPS vẫn đi qua SWIFT, nếu không thì đô la và quốc gia euro không di chuyển được. Nhưng đó không phải là trở ngại lớn nhất của các ngân hàng Nga, nguy hiểm nhất là các biện pháp cấm vận vòng ngoài. Bất cứ doanh nghiệp hoặc ngân hàng của nước nào còn giao dịch với Nga sẽ bị chính phủ Mỹ cấm vận theo. Chúng ta còn nhớ vụ bà Mạnh Vãn Chu, phó chủ tịch công ty Huawei bị cảnh sát Canada bắt giữ hơn một năm. Mỹ yêu cầu Canada dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu qua Mỹ để xét xử. Lý do là Huawei đã bán hàng cho Iran, vi phạm lệnh cấm của Mỹ. Tương tự, bất cứ ngân hàng nào của Trung Quốc giao dịch với một ngân hàng của Nga cũng sẽ bị cấm vận vòng ngoài. Các ngân hàng Trung Quốc không muốn bị Mỹ cấm vận sẽ phải tẩy chay Nga. Theo nhật báo Financial Times, vào ngày thứ Năm, mùng 3 tháng 2, hai ngân hàng phát triển của Trung Quốc đã ngưng mọi dự án đầu tư ở Nga và Belarus, hai nước đang bị Mỹ cấm vận. Đây là hình ảnh người biểu tình ở thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức kêu gọi loại bỏ Nga ra khỏi SWIFT và sau đó điều này đã được thực hiện. Hai ngân hàng thương mại lớn của Trung Quốc là Trung Quốc Ngân hàng và Ngân hàng Công Thương cũng ngưng không cho vay tiền mua nông sản của Nga. Miếng võ cấm vận vòng ngoài rất nguy hiểm vì ràng buộc các ngân hàng của cả thế giới, trừ những ngân hàng quá nhỏ chỉ hoạt động trong một địa phương. Vào năm 2020, chính phủ Mỹ đã cấm vận bà Lâm Quách Nguyệt Nga, trưởng cơ quan hành chính Hồng Kông khi bà áp dụng luật an ninh của Trung Quốc.
tất cả các ngân hàng, kể cả ngân hàng Trung Quốc hay Hồng Kông đều phải thi hành, không dám vi phạm. Theo bản tin Bloomberg, bà Nguyệt Nga đã lãnh lương khoảng 5,2 triệu đô la Hồng Kông, tức là bằng khoảng 672.000 đô la Mỹ mỗi năm bằng tiền mặt, vì bà nói rằng tôi không thể dùng chương mục ở một ngân hàng nào cả. Bất cứ ngân hàng nào cho bà Nguyệt Nga ký ngân phiếu sẽ bị cắt đứt khỏi mạng lưới tài chính dùng đô la Mỹ trên thế giới. Vì áp lực cấm vận vòng ngoài, các định chế tài chính của Trung Quốc sẽ phải chấm dứt mọi quan hệ với các ngân hàng Nga, tự động theo lệnh cấm vận của Mỹ. Họ cần đô la và đồng euro, không cần đồng rúp. Putin đã làm cho cả thế giới đứng về cùng một phía, bênh vực Ukraine. Các nhà lãnh đạo Anh, Úc, Nhật Bản chính thức gọi tên một mặt trận độc tài chuyên chế của Trung Quốc với Nga. Đây là hình ảnh chợ của người Việt Nam lớn nhất Kharkov bị cháy vì bom đạn. Cuộc xâm lăng Ukraine đánh thức cả các nước Á Châu lo lắng an ninh cho chính mình. Lần đầu tiên kể từ năm 1978 đã cấm vận Việt Nam vì đánh Campuchia, Singapore cũng đã ra lệnh cấm vận với Nga. Câu hỏi lớn ở Á Đông là liệu Trung Quốc có bắt chước Putin và đánh Đài Loan hay không? Và có thể những cơ hội này họ chiếm nốt những quần đảo ở Trường Sa của Việt Nam. Cũng không biết, nhưng các nước đều phản ứng trước, nhất trí ủng hộ Ukraine chiến đấu chống lại sự xâm lược của Nga. Thủ tướng Nhật Bản Kishida kết án Nga đã dùng vũ lực thay đổi chính quyền một nước khác là vi phạm một quy tắc quốc tế căn bản. Chính phủ Nhật cho phép 210.000 tấn khí đốt lỏng LNG mà Nhật mua được chuyển đường sang châu Âu, đáp ứng lời kêu gọi của Mỹ giúp châu Âu bớt lệ thuộc vào khí đốt nhập cảng từ Nga. Cựu thủ tướng Nhật Abe còn nói rằng nước Nhật phải chấp nhận cho Mỹ đem vũ khí nguyên tử vào nước mình. Đây là một ý kiến quá táo bạo. Abe muốn báo cho Tập Cận Bình biết hành động của Putin có thể gây ra những hậu quả như thế nào. Một bài học cho Mỹ và châu Âu là đáng lẽ phải viện trợ nhiều vũ khí tự vệ, hỏa tiễn, chống, xe tăng và máy bay cho Ukraine sớm hơn trước khi Putin tấn công. Chính phủ Mỹ muốn chứng tỏ mối quan tâm đến Đài Loan đã gửi một phái đoàn các cựu viên chức quân sự qua thăm quốc đảo này. Và Tập Cận Bình thì đang đi dày trong vụ Ukraine nhưng không dám đứng hẳn về phía Nga. Trước đây Trung Quốc vẫn giao hảo với Ukraine, là sứ sở đã bán ở Trung Quốc một hàng không mẫu hạm cũ để tân trang lại. Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại phiên họp thượng đỉnh bất thường của châu Âu tại Bỉ vào hôm 25 tháng 2 để bàn về các biện pháp trừng phạt Nga mạnh tay hơn nữa. Và sau đó các gói trừng phạt đã được tung ra làm Nga choáng váng. Ukraine đã cung cấp tới 70% số dầu nấu ăn Trung Quốc nhập cảng. Ukraine nằm giữa Nga và châu Âu, cũng giữ một vị trí chiến lược trong kế hoạch nhất đới nhất lộ của Tập Cận Bình. Nhiều đường xe lửa, xa lộ, ống dẫn dầu nối châu Âu và Nga chạy qua Ukraine. Tập Cận Bình có thể tiếp tục ủng hộ Vladimir Putin nếu tin rằng Ukraine sẽ biến mất, bị nhập vào nước Nga. Và nếu nghi rằng Putin sẽ thất bại, nước Ukraine sẽ còn đó mãi mãi, Tập Cận Bình sẽ dần dần xoay chiều. Vào ngày 1 tháng 3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị điện thoại cho Ngoại trưởng Ukraine nói với ông Dmytro rằng Trung Quốc luôn luôn tôn trọng nguyên tắc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, quốc gia. Trước đây, Trung Quốc cũng tỏ ý thông cảm với Nga, lo lắng về an ninh khi thấy NATO bành trướng. Bây giờ, Vương Nghị lại nhấn mạnh với Dmytro rằng không thể bảo vệ an ninh một vùng bằng cách bành trướng quân sự. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đang bị người dân Ukraine ngăn chặn. Cả thế giới bắt đầu đánh Nga bằng kinh tế, quân Nga sẽ xa lầy. Tập Cận Bình sẽ thấy một cơ hội đóng một vai trò hòa giải giữa Nga với Ukraine mà gần đây Pháp và Đức đã cố làm nhưng chưa có kết quả. Sẽ đến lúc Putin muốn rút ra khỏi Ukraine, chỉ cần vẫn giữ được thể diện. Châu Âu, Ukraine và Mỹ cũng chỉ muốn hòa bình. Tập Cận Bình có thể mời các phe tới Bắc Kinh đàm phán, Tập chỉ cần chọn gửi thư mời trước hay sau ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc họp đại hội vào cuối năm 2022 thì có lợi hơn hay không. Tất cả đều bỏ ngỏ và chúng ta sẽ tiếp tục
theo dõi tình hình diễn biến chiến sự vào thời gian tới.